I'm rich, I'm rich, I'm rich. Hello, everybody. Welcome to Hell VKT. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Hell VKT. Thì hôm nay mình giới thiệu đến các bạn một cái game cổ long long không. Ừ vậy đi. Giờ đăng ký vào game này ha. Đăng ký ngẫu nhiên. Thì cái server này là các bạn phải pay IP nha. Không pay IP thì nó rất là không có cái gì. Không có cái lâu, nói chung là vậy. Nó rất là lâu vào game. Các bạn mà muốn vào game nhanh thì phải pay IP nha. Bằng cái phần mềm ở trên á. Rồi, sơ lược cho nó đánh đấm gì kệ nó đi. Đó. Nhìn game thấy chơi cũng ngon các bạn. Không có lắc gì hết. Chắc là do mình pay AB á. Nhìn như kiếm hiệp Kim Dung á các bạn. Gơ, trời ơi, đánh như trong phim Hồng Kông. Đây là chọn nam hay nữ nè. Đây, chọn nữ đi. Rồi, ok, vào game. Con này như con mộc nhân vậy các bạn. Con boss mộc nhân ở trong quái của Võ Lâm Truyền Kỳ vậy. Đây là đánh theo dạng lượt ha, tool bát ha. Ồ, nhìn đồ họa đẹp chứ bộ. Anh hùng cứu mỹ nhân ha. Các bạn cứ từ từ ha. Chuyện gì rồi cháu cũng sẽ nhừ. Cứ từ từ. Có hầm râu nhìn như quách tỉnh ha.
những hai cái tốc độ lên nhìn nó lẹ nhưng mà nó không còn có cái tính mà gọi là đẹp mắt nữa. Không, để chế độ nó chậm thôi. Nãy không thấy gì luôn á. Vô đánh với ông công công nè, đó, thái giám. Cái này có thái y, ở này cấm y vệ ha. Chắc vậy quá. Ông này là ông tướng quân. Chưa để chế độ auto được ha. Sức kiếm, ó chen chen. Ôi ôi. Không thấy được cái quần què gì luôn. Nhân vật đẹp trai hết mà. Biến nói chuyện quá, lướt qua đi. Đánh ông đạo sĩ hả? Ô vải, ông có cái khiên rồi. Ông, ủa, ông này là đâu có đánh đâu. Ông này là đứng ấy mà. Lại phòng hộ. Phải chứ. Hai ông toàn là hữu không nè. Trời ơi, có hai tứ vàng còn hữu không má ơi. Solo, hai hàng solo, đó, cuộc đánh, cuộc chiến giành gái, đó, dứt, đó, tí xét, đó, thôi người, chết rồi còn có nửa thanh máu rồi, giờ đánh gì đây? Không thấy nó đánh gì luôn, cuối cùng mình kia chết. Thằng này bỉ ổi, đánh lén người ta. Sao mấy nhân vật này toàn đẹp đẹp không ta, hình toàn đẹp đẹp không? Tiếc là game này là có 2D, phải game này mà 3D là ok hơn rồi. Rồi bây giờ chúng ta vào bay vào đây. Đây là bạc. Đây, trong thư nè. Đây, 10 triệu kim nguyên bảo ha. Đây là VIP 18 nè. Còn cái cuốn này là cuốn cái gì quên mẹ nữa. Rồi, đó. 10 triệu kim nguyên bảo này nha các bạn. Đó.
Đây, 10 triệu. Mấy cái này là nạp mới có. Đây là mua nè. Đây là mua 50 ngàn. 50 ngàn được thằng này hả ta? Ừ, vẫn phải nạp chú ơi. Chơi bờ không lắc ngon đó, nhưng mà có mấy món là phải bỏ tiền coi là thấy không phơi vậy. Đù hiệp si mù nghe gió kiếm hay gì đây. Đù được hai con luôn. Ủa cũng nó nữa. Đừng nói nó nữa nha. Hên quá thằng khác. À đây. Này tát nữa hả? Kiếm con nào mà đam coi, chưa có con đam nhiều nữa. Đu, dùng hương luôn. Đu, bịt mắt đánh luôn hả? Tào lao vậy. Quên, vô coi VIP có cái gì ngon không nè. VIP 0, VIP 1, VIP 2, VIP 3, VIP 4, VIP 5, 5 nè, 6, VIP 7, VIP 7, đâu có tướng nữa các bạn. Tướng này sát thương cao à. Ý có hồn luôn kìa. Suka ga úp ngon lành luôn. Rồi VIP 10 nè. 18 lại là em đó nữa. Rồi 12 lại là em đó nữa. Rồi mấy cái ngọc bội kinh thư gì nè. Mười bảy rồi không biết có gì ngon không đây. Rồi chẳng biết mấy cái này làm gì luôn. À vũ khí, vũ khí. Đây cái hàng nào nãy mới lượm ta, nhưng không phải thằng này. Thằng này nè. Đó em đó nè. Lôi nó ra. Vứt mấy con này vô. Thằng này mà tư chất ngon hơn hả ta? Rồi để đây đi. Đó. Đó. Đây, à, nhận được nữa hả? Ngon vậy. Ý, được mở thêm một con nữa kìa. Bỏ vô, đó. Nhưng mà trước tiên phải tăng con này lên cái. Đây, cái đồ gỗ này mua đâu ta? Hình như là mua hay là level 11 mới có. Úp không được, phải. Rồi ra cho nó đánh một trận coi. Rồi để cho auto đó. Cái thằng bé không kịp làm cái gì luôn. Đậu phụ.
cảm y về à. Tại sao lại tới thằng này không đánh, thằng này chưa kịp đánh gì luôn á trời, chắc chuyển nó lên trên quá, để nó dưới nó chưa kịp đánh là hết mẹ nó trận rồi. Đánh trong này lâu rồi ta. Đem thằng này qua đây đi. Và thằng này còn chưa đánh được gì luôn á trời. Chủ yếu là muốn coi nó đánh thôi. Đù, ông này mới vô có nổ rồi trời. À ở dưới nè, đủ điểm là dứt, lấy con nào đánh thì đánh. Đầu xanh, nãy giờ không để ý. Rồi giờ biết em nó đánh cái gì rồi. Rồi đem ông này ra. Đem thằng khác vô test coi nè. Đâu rồi. Chưa đó, giờ có nổ rồi đó. Đù đoạn đào. Tiếp coi thằng này là gì đây. Ôi trời 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 trời. Ôi kỹ năng đẹp kinh nha. Rồi quay đều. Thôi kết thúc video tại đây ha. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Nhớ like và subscribe kênh HeoVKT nha. Còn bạn nào mà chưa đăng ký thì chưa like, chưa share thì có thể like và share giúp cho kênh phát triển. Và những bạn nào chưa đăng ký thì có thể đăng ký kênh. Rồi, bye bye, chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nha. Bye bye.